Chào mừng quý vị đã đến với bản tin Góc bóng đá 24 giờ của chúng tôi, nơi mà luôn cập nhật thông tin bóng đá trong nước cũng như quốc tế đến với người hâm mộ Việt Nam. Chúc quý vị có những trải nghiệm vô cùng tuyệt vời. Ngay sau đây là thông tin thể thao cập nhật mới nhất trong ngày hôm nay. Nhận định đội tuyển Martinique và Mỹ 8 giờ 30 ngày 16 tháng 7 vòng bảng CONCACAF Gold Cup 2021. Phân tích soi kèo Martinique đấu với Mỹ. Đội tuyển Mỹ có trận đấu ra quân không mấy suôn sẻ khi có chiến thắng tối thiểu 1-0 trước đội tuyển Haiti. Chắc chắn đây là kết quả không khiến người hâm mộ hài lòng khi Mỹ là đội chủ nhà ở giải đấu lần này. Trở lại với lượt trận thứ hai của bảng B, đội tuyển Mỹ có trận đấu tương đối dễ thở khi đối thủ xếp cuối bảng là Martinique. Theo nhận định, 3 điểm thuộc về đội chủ nhà Mỹ là kết quả dự đoán trước. Nhưng để Mỹ có chiến thắng với tỷ số cách biệt lớn là vấn đề khác. Nên biết, hàng công của đội tuyển Mỹ không có Pulisic vắng mặt do chấn thương khi sa sút đáng kể và bằng chứng là chiến thắng tối thiểu trước đội tuyển Haiti cách đây ít ngày. Xét về thành tích kèo, Mỹ là địa chỉ khiến nhà đầu tư e chừng khi thắng kèo có một trận, hòa một và thua ba lần ở 5 trận gần nhất. Ở bên kia sân, đội tuyển Martinique sở hữu phong độ nhạt nhòa, song nếu đối chiếu sang tỷ lệ kèo, đội quân của huấn luyện viên Bocali vẫn đang nhận sự quan tâm của giới đầu tư. Theo đó, đội tuyển Martinique chỉ thua 2 kèo và thắng 5 ở 7 trận gần nhất có áp tỷ lệ. Nhận định bóng đá hôm nay, tỷ lệ sơ kèo Martinique và Mỹ 2-3/4, tỷ lệ 3-1/4. Chuyên gia nhận định Martinique dương 2-3/4, dự đoán kết quả nguyên trận 2-0 nghiêng về đội tuyển Mỹ. Bản tin Góc bóng đá 24 giờ của chúng tôi xin phép khép lại và xin hẹn quý vị vào những bản tin sau. Mời quý vị nhớ đón xem và đừng quên ủng hộ đồng hành trên kênh Góc bóng đá 24 giờ của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn.